Mình chào các bạn quay trở lại với kênh Nhịp Sống Xanh Dance. Mình là Ngân Hà. Hôm nay theo yêu cầu của quý vị khán giả, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài nhạc trên nền của ca khúc Ta Ra Chợ Hôm Nay. Đây là một bài mình biên đạo theo thể loại dân vũ. Chúng ta có tất cả 4 tổ hợp trong nội dung chính. Tổ hợp số 1, 4 câu nhạc 8, 2 nhịp nối. Tổ hợp số 2, 4 câu nhạc 8, 2 nhịp nối. Tổ hợp số 3, 4 câu nhạc 8. Tổ hợp số 4, 3 câu nhạc 8. Ngoài ra chúng ta có phần dạo nhạc mở bài, giữa bài và kết bài. Không để các bạn chờ lâu nữa, trước hết mình sẽ đi qua một lượt, sau đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Chúng mình cùng vào bài hướng dẫn này nhé. Nội dung chính của bài 4 tổ hợp. Tổ hợp số 1, 4 câu nhạc 8 và 2 nhịp nối. Bắt đầu. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Tổ hợp số 2, 4 câu nhạc 8 và 2 nhịp nối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Tổ hợp số 3, 4 câu nhạc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 4, 3 câu nhạc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó các bạn lại lặp lại một lần nữa từ tổ hợp số 1 đến tổ hợp số 4. Và chúng ta sẽ có phần dạo nhạc giữa bài. Và tiếp theo chúng ta sẽ lặp lại từ tổ hợp số 1 đến tổ hợp số 4 lần thứ 3. Và chúng ta sẽ tới phần điệp khúc, phần kết bài. Và phần tiếp theo là hướng dẫn chi tiết. Động tác số 1, các bạn đứng nhún tại chỗ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó các bạn sẽ thực hiện động tác chào. Tay phải để lên trán. Bắt đầu dậm từ chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Các bạn sẽ dậm chân tại chỗ 23 nhịp chào. Tiếp theo là nội dung chính của bài. Tổ hợp số 1, 4 câu nhạc 8 và 2 nhịp nối. Bước chân phải, tay trái đánh ở ngực, tay phải hất sau. Đưa chân trái lên cha cha cha, đổi tay, tay phải đánh trước ngực, tay trái hất ra sau. Đếm nhịp sẽ như sau. 1 và 2, 3 và 4. Sau đó các bạn sẽ đưa chân phải đồng thời khuỵu tay phải ngang ngực, thu về.
đưa chân trái sang ngang, khuỵu tay trái ngang ngực, thu về. Sau đó các bạn lại làm động tác chào, chân phải bước lên, chụm chân trái lùi xuống, chụm chân phải bước lên, chụm chân trái và chân trái lùi xuống, chụm chân phải. Tay phải chào, tay trái để ở không. Kết hợp câu hoàn chỉnh đến nhịp như sau. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3, số 4, các bạn sẽ thực hiện bước lùi, lùi chân phải, đánh tay trái, lùi chân trái, đánh tay phải, sau đó lại đánh tay phải ngang ngực, y như câu số 2. Bước chân lên, toạc tay ra, lùi chân trái, chống vào hông, bước chân phải, toạc tay ra và lùi chân trái, chống vào hông. Sau đó các bạn sẽ nhún hai nhịp 1, 2 tại chỗ. Mình sẽ thực hiện đến nhịp câu số 3 này. 3 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Mình sẽ sâu chuỗi toàn bộ tổ hợp số 1. Bắt đầu nào. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Mình sẽ quay đằng trước nhé. Bắt đầu nào. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Chuyển sang tổ hợp số 2 nhé. Tổ hợp số 2 có 4 câu nhạc 8 và 2 nhịp nối. Tay phải để trên vai, tay trái uốn cong. Chúng ta sẽ đi bước kết bên phải 1, chụm chân trái 2, đưa chân phải sang ngang 3, chụm chân trái 4. Sau đó đá chân trái lên, xuống, chuyển hướng sang bên trái. Tay trái để vai, tay phải uốn cong 1, 2, 3, 4. Đá chân phải lên, xuống. Mình sẽ đếm nhịp hoàn chỉnh này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3 các bạn sẽ đi chạm chân. Có hai cách các bạn sẽ chạm từ chân phải. Chân trái lúc chéo, chân phải lùi, chân trái lùi. Hai tay toạc từ dưới lên trên, hạ dần dần xuống. Lặp lại chân y chang như vậy. Tay trái để ngực, đổi tay phải để ngực. Tay trái để ngực và tay phải để ngực. Chúng ta sẽ hất như kiểu dạng hành quân. Hất trái, phải, trái, phải. Cách thứ hai các bạn có thể đi theo dạng cha 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 này. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Kết hợp với hai câu đầu tiên chúng ta sẽ có câu số 3 và số 4. Mình sẽ đếm nối tiếp nhé. Câu số 3 này. 3 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 4 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 1, 2.
Mình sẽ thực hiện hoàn chỉnh tổ hợp số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Mình sẽ quay đằng trước nhé. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. 4 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. 1, 2. Chúng ta sẽ chuyển sang tổ số 3 nhé. Đúng câu nhạc 8. Các bạn sẽ thực hiện đi theo đường zigzag. Các bạn sẽ đi một góc 45 độ bên phải. 1, 2, 3, 4. Đi chéo một góc 45 độ bên trái. 5, 6, 7, 8. Kết hợp với tay. Tay phải để ngực, tay trái hất ra sau. 1, 2, 3, 4. Đổi tay. Tay trái để ngực, tay phải hất ra sau. 5, 6, 7, 8. Đến nhanh hơn một chút nhé. 1, 2, 3, 4, chéo 5, 6, 7, 8. Các bạn sẽ lùi theo đường zigzag. Mỗi một lần lùi, các bạn vỗ nhẹ vào đùi. Đó, lại vỗ bên phải, bên trái, bên phải. Các bạn sẽ vỗ cho mình 10 nhịp nhé. Mình sẽ đếm 1, chụp 2 bên phải trước, chéo lùi dần bên trái 3, 4, lùi bên phải 5, 6, lùi bên trái 7, 8, lùi bên phải một lần nữa 9, chụp 10. Nhanh hơn một chút nhé, mình đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau đó các bạn lại đi chéo một góc 45 độ. Lần này chúng ta không chéo bên phải mà chéo bên trái trước. Hai tay uốn mềm hai nhịp. Ta sẽ đếm này. 3, 2, 3, 4. Sau đó các bạn lại chéo một góc 45 độ. Lần này chúng ta sẽ chéo bên phải. Hai tay dập dính. 5, 6, 7, 8. Mình sẽ đếm lại nhé. Câu số 3 này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4 các bạn sẽ lùi. Lần này chúng ta sẽ lùi dần theo đường zigzag như lùi ở bên trái, cũng vỗ nhẹ vào đùi. 4, 2, lùi bên phải 3, 4, lùi bên trái 5, 6 và lùi bên phải 7, 8. Lần này các bạn chỉ lùi 8 nhịp thôi nhé. Mình sẽ đến 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết hợp cả tổ hợp số 3 một cách hoàn chỉnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay đằng trước thực hiện một lần nữa nhé. Bên phải chéo một góc 45 độ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Chéo trái. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy, ở phần này chúng ta cũng có thể nói rằng 4 câu nhạc 8 và 2 nhịp nữa. Nhưng vì 2 nhịp này không ở cuối bài mà ở giữa bài, nên mình sẽ đặt luôn là nhịp 9 và 10. Mình sẽ quay đằng sau thực hiện tổ hợp cuối cùng, tổ hợp số 4. 3 câu nhạc 8,
Động tác số 1 chúng ta sẽ đi kép bên trái. Tay trái đưa lên, hạ xuống, đưa lên và hạ xuống. Sau đó đi bên phải. Tay phải đưa lên, hạ xuống, đưa lên, hạ xuống. Đếm nhịp sẽ như sau này. 1, 2, 3, 4 bên phải. 5, 6, 7, 8. Mình sẽ làm nhanh hơn một chút này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2, các bạn lùi chân trái xuống 2. Chân phải dậm tại chỗ 2. Đi ngang bên trái 3 và 4. Lùi chân phải xuống 5, 6. Đi ngang bên phải 7 và 8. Lặp lại lần thứ 2. 3, 2, 3 và 4. Lùi chân phải 5, 6, 7 và 8. Hoặc các bạn có thể đếm nhịp này. 5, 6 và các bạn thu chân luôn về. 7, 8. Mình sẽ đếm nhanh hơn một chút này. Từ câu số 2, số 3 này, kết hợp với tay. Lùi chân trái, kết hợp với tay phải. Cha, cha, cha. Lùi chân phải, kết hợp với tay trái. Cha, cha, cha. Lặp lại lần thứ 2. Lùi chân trái. Cha, cha, cha. Lùi chân phải, thu về. Đó. Mình sẽ đếm nhịp này. Câu số 2 này. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4. 5, 6, thu chân. 7, 8. Mình sẽ thực hiện hoàn chỉnh tổ hợp số 4 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4. 5, 6, thu về 7, 8. Mình sẽ quay đằng trước thực hiện tổ hợp số 4 một lần nữa nhé. Bắt đầu nè. Bên trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lùi. 2, 2, 3 và 4. Lùi. 5, 6, 7 và 8. Lùi. 3, 2, 3 và 4. Lùi. 5, 6, thu về 7, 8. Kết thúc tổ hợp số 4. Sau khi thực hiện hết 4 tổ hợp, các bạn sẽ lặp lại lần thứ 2. Từ tổ hợp số 1 đến tổ hợp số 4 một lần nữa là chúng ta sẽ tới phần dạo nhạc sữa bài. Phần dạo nhạc sữa bài các bạn sẽ đếm cho mình 31 nhịp. Phần này chúng ta chỉ thực hiện động tác chào thôi. Bắt đầu 1, chân phải 2, 3, 4, 5, 6. Cứ như vậy các bạn sẽ đếm 31 nhịp, bắt đầu bằng chân phải và kết thúc cũng bằng chân phải. Sau khi thực hiện hết phần dạo nhạc giữa bài thì các bạn sẽ lặp lại một lần nữa tổ hợp số 1, số 2, số 3, số 4 và chúng ta sẽ tới phần điệp khúc. Phần điệp khúc này các bạn chỉ thực hiện cho mình động tác hành quân, bắt đầu bằng chân phải kết hợp với tay trái để ngực, tay phải hất ra sau, sau đó lại đột chân kết hợp đổi tay. Đó, các bạn cứ dậm tại chỗ. Đếm nhịp sẽ như sau này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy, ở phần điệp khúc các bạn sẽ thực hiện động tác hành quân nhé. Mình sẽ quay đằng sau này. Bắt đầu bằng chân phải. Đó, kết hợp với tay trái ngực. Đổi chân, chân trái kết hợp với tay phải, chân phải kết hợp với tay trái. Đó. Mình sẽ đến này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bạn có những bước nhảy thật đẹp và thành công. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.